Bất ngờ thần dược chữa bệnh bổ gấp trăm lần nhân sâm mà ai cũng vứt đi. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Nhiên. Quý vị thân mến, có lẽ quả bưởi sai lúc liều trên cành đã trở thành hình ảnh quá đỗi quen thuộc đối với mỗi người dân Việt Nam ta phải không ạ? Bưởi là loại trái cây không thể thiếu trong danh sách các loại thực phẩm lành mạnh cho gia đình. Chúng ta có thể thưởng thức những múi bưởi mọng nước để giải khát, sử dụng vỏ bưởi, lá bưởi để đun nước gội đầu, giúp tóc suôn mượt, óng ả. Thế nhưng ít ai biết rằng phần hạt bưởi cũng được coi là thần dược mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là khi ăn bưởi, chúng ta thường có thói quen đem vứt bỏ hạt đi mà không màng đến những lợi ích chữa bệnh thần kỳ của chúng. Đặc biệt, nếu bạn biết cách chiết xuất pectin từ hạt bưởi thì cơ thể sẽ nhận được vô vàn những điều kỳ diệu, cả đời không lo bệnh tật kế thăm, đồng thời giúp cải thiện sức đề kháng mà không cần uống bất cứ viên thuốc tây nào. Bạn có tò mò muốn khám phá những lợi ích vàng của loại hạt nhỏ bé này hay không? Vậy thì đừng rời mắt khỏi màn hình, hãy cùng Sống An Nhiên đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thông thường khi ăn bưởi, chúng ta có thói quen bỏ hạt đi. Tuy nhiên, đây là một thói quen không tốt bởi hạt bưởi có chứa chất pectin, vốn là tinh chất giúp giảm hấp thu cholesterol và lipid, cầm máu, chống táo bón, phòng chống sự gia tăng đường huyết ở người bị bệnh tiểu đường, chữa bệnh tim mạch cực tốt. Công dụng thứ nhất, chữa lành các vết thương. Nếu chân bị dẫm vào mảnh sành hoặc gai đâm, vết thương nhỏ, không sâu lắm, dùng hạt bưởi bóc được vỏ hạt là tốt nhất, nướng cho cháy thành than rồi đắp vào vết thương. Vài ngày sau, vết thương sẽ lành lặn trở lại và không lo bị nhiễm trùng. Tác dụng chữa bệnh của hạt bưởi thật thần kỳ phải không? Lưu ý, về những vết thương rộng và sâu, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ và đưa đến cơ sở y tế để có sự khám chữa kịp thời. Đồng thời, giữ vết thương luôn vô trùng và sạch sẽ để mau chóng lành lại. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, pectin là một chất xơ có khả năng hòa tan trong nước. Vì thế, bạn có thể chiết xuất pectin từ hạt bưởi một cách dễ dàng. Công dụng thứ hai, trị táo bón hiệu quả. Nếu bạn bị táo bón, hãy sử dụng dung dịch chất nhầy này để trị táo bón và các bệnh về đường ruột hiệu quả. Nó còn giúp chữa các bệnh về tiêu hóa, đồng thời giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh trở lại như bình thường một cách nhanh chóng. Cách dùng. Sau bữa ăn 1 giờ, hãy uống 50ml chất nhầy này, ngày 2 lần đến khi thấy hệ tiêu hóa khỏe mạnh bình thường thì dừng lại. Công dụng thứ 3, chữa bệnh tim mạch, cầm máu. Ngoài ra, pectin còn có thể chữa rối loạn lipid máu, tim mạch. Uống 50ml sau bữa ăn chính 60 phút, ngày 2 lần, đến khi xét nghiệm mỡ máu trở về bình thường thì thôi. Đối với những người bị chảy máu cam, chảy máu chân răng, rong kinh, đa kinh thì cho uống 20ml nhân 3 lần trong 60 phút đầu, kết hợp với nhét bông tẩm pectin vào lỗ mũi nếu chảy máu cam hoặc nhét vào chân răng nếu chảy máu chân răng. Hạt bưởi để cả vỏ cứng 100g, rửa sạch cho vào cốc thủy tinh to, rót 200ml nước sôi, đậy kín, ủ nóng trong 2-3 giờ. Hạt bưởi sẽ tiết ra chất nhầy pectin làm cho cốc nước đặc, sánh như cháo. Gạn bỏ hạt uống nước sau bữa ăn 2 tiếng, uống liên tục hàng ngày đến khi hết đau thì thôi. Công dụng thứ tư, chữa bệnh tiểu đường loại 2. Theo các nghiên cứu thì pectin có trong hạt bưởi có thể chữa các bệnh như tiểu đường loại 2. Người bệnh uống 50ml pectin trước bữa ăn 10 phút, ngày uống 3 lần, nên dùng liên tục cho đến khi đường huyết trở về bình thường. Công dụng thứ 5, chống lão hóa. Sự tích tụ của các gốc tự do là nguyên nhân gây ra lão hóa của các tế bào trong. Các gốc tự do mang điện tích âm lấy electron từ các tế bào khỏe mạnh, khiến tế bào khỏe mạnh cũng bị yếu dần đi. Nhưng điều đó không xảy ra nếu bạn dùng tinh dầu hạt bưởi. Nhờ đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ của mình, tinh dầu hạt bưởi chống lại sự phát triển của các gốc tự do. Một nghiên cứu năm 1998 cho thấy, ngoài việc có tác động tích cực trên các nếp nhăn và dấu hiệu lão hóa khác, tinh dầu hạt bưởi cũng bảo vệ não khỏi bị tổn thương. Công dụng thứ 6, giảm mỡ trong máu hiệu quả. Một trong những công dụng của hạt bưởi cũng không thể không kể đến, đó là làm giảm mỡ trong máu khá hiệu quả. Lượng mỡ dư thừa trong máu khiến cơ thể khó chịu, thậm chí đôi khi làm cho bạn có cảm giác nóng như bốc hỏa. Hãy sử dụng ngay chất pectin được chiết xuất từ hạt bưởi để điều trị một cách hiệu quả và an toàn nhé. Cách dùng, sau bữa ăn 1 giờ uống 50ml chất pectin đã được chiết xuất, ngày 2 lần. Sau 1 tuần bạn đi xét nghiệm lại lượng mỡ trong máu nhé. Cùng đó là chế độ ăn nhiều rau, giảm mỡ béo, uống cho đến khi lượng mỡ trong máu trở lại bình thường thì dừng lại. Công dụng thứ 7, giảm cholesterol. Năm 1988, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu tác dụng của tinh dầu hạt bưởi với sức khỏe tim mạch.
họ phát hiện ra rằng ngay cả trong trường hợp không thay đổi lối sống, tinh dầu hạt bưởi vẫn có thể làm giảm đáng kể lượng cholesterol xấu. Một nghiên cứu khác kết luận rằng tinh dầu hạt bưởi có tác dụng này vì nó có khả năng hỗ trợ các lipid bình thường. Cholesterol cao là yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim. Bạn có thể giảm thiểu nguy cơ mắc căn bệnh này với tinh dầu hạt bưởi. Công dụng thứ 8, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa hay còn gọi là ống tiêu hóa, cùng với một số cơ quan cơ thể như gan, tuyến tụy, có vai trò tiếp nhận và chế biến mọi dạng vật chất cần thiết cho nhu cầu sinh trưởng và phát triển của cơ thể từ môi trường bên ngoài. Để có cơ thể khỏe mạnh, đầu tiên bạn cần biết cách xoa dịu, cải thiện hệ tiêu hóa của mình. Bởi nếu hệ tiêu hóa hoạt động tốt thì quá trình hấp thu dinh dưỡng cũng như trao đổi chất của cơ thể mới diễn ra hiệu quả. Uống từ 20 đến 30 ml dung dịch pectin mỗi ngày sẽ giúp bạn sở hữu một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Công dụng thứ 9, giảm cân hiệu quả. Chất pectin có trong trái bưởi và có nhiều ở trong lớp nhầy trắng bao quanh hạt bưởi có tác dụng như một loại thuốc giảm béo hiệu quả. Bởi pectin làm giảm lượng cholesterol trong máu một cách thần kỳ và an toàn. Chính vì thế, nếu bạn muốn giảm béo, hãy áp dụng mẹo sử dụng hạt bưởi đúng cách để giảm cân an toàn, hiệu quả này nhé! Cách dùng: uống 20ml hỗn hợp pectin sau điều chế trước bữa ăn 10 phút, ngày 3 lần, kết hợp với chế độ ăn lành mạnh, nhiều rau, giảm đường, tinh bột và chất béo, chắc chắn bạn sẽ có vòng eo như ý muốn trong 10 ngày thôi nhé! Hướng dẫn cách chiết xuất pectin từ hạt bưởi. Bước 1. Chọn những hạt bưởi không bị lép và lấy khoảng 20 hạt bưởi. Các hạt còn lại thì đem phơi hơi khô rồi bỏ vào bịch và bảo quản nơi khô ráo để dùng dần sau này. Bước 2. Cho 20 hạt bưởi đã chọn vào cốc nước sôi tầm 70 đến 80 độ C. Nước chỉ vừa ngập hết các hạt. Bước 3. Dùng dụng cụ dây bột hoặc đôi đũa đánh liên tục hạt bưởi trong nước sôi suốt khoảng 5 đến 6 phút. Lọc hết nước nhầy cho vào một cốc riêng. Bước 4. Tiếp tục đánh và lọc chừng 3 đến 4 lần nữa cho đến khi sờ tay vào hạt bưởi mà thấy hết nhầy thì dừng lại. Tùy từng loại bưởi mà số lần đánh hạt sẽ khác nhau. Bước 5. Đem cốc nước nhầy pectin lấy được sử dụng trực tiếp trong 3 giờ sau khi chế biến. Lưu ý, chất pectin có thể bảo quản trong tủ lạnh được 2 ngày và lúc bấy giờ sẽ có tình trạng đông lại như thạch trắng. Nếu chất pectin chiếm khoảng 4 đến 20% trong vỏ hạt bưởi tươi thì với hạt bưởi khô mà nhân trong còn ẩm vẫn tồn tại từ 3 đến 16% chất pectin do pectin chỉ dễ tan trong nước. Những điều cần lưu ý khi sử dụng hạt bưởi. Thông thường sau khi ăn bưởi, chúng ta thường có thói quen bỏ đi hạt, nhưng sau khi biết về những tác dụng vàng của hạt bưởi sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Tuy nhiên, trước khi sử dụng, chúng ta vẫn nên xin ý kiến của bác sĩ cũng như thầy thuốc đông y để được tư vấn kỹ trước khi dùng nhé. Và sau đây là một số lưu ý mà bạn cần nên chú trọng. Sắp xếp công việc hợp lý, hạn chế các tình trạng căng thẳng, stress, mệt mỏi để chữa bệnh một cách hiệu quả nhất nhé. Bạn nên ăn uống một cách khoa học, lành mạnh để cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể để hỗ trợ điều trị bệnh tốt hơn. Trong quá trình sử dụng hạt bưởi, nên hạn chế ăn các loại thực phẩm cay nóng, chứa nhiều dầu mỡ, chất kích thích để không ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh. Các bạn thân mến, hy vọng với những công dụng tuyệt vời của hạt bưởi kể trên, bạn sẽ không còn thẳng tay vứt loại hạt quý như vàng này và xót xác nữa nhé. Chưa dừng lại ở đó, ngoài những lợi ích chữa bệnh kể trên, hạt bưởi còn được xem là vị thuốc quý, chữa dứt điểm đau dạ dày, căn bệnh rất phổ biến hiện nay. Bởi lẽ, trong hạt bưởi có chứa chất pectin, có tác dụng rất tốt trong quá trình làm lành niêm mạc dạ dày khi bị viêm loét. Chỉ với hai cách làm đơn giản dưới đây, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà, giúp tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc mà hiệu quả đem lại còn vượt trội hơn thuốc bổ đắt đỏ. Vậy cách biến loại hạt rẻ tiền này thành vũ khí chữa dứt điểm đau dạ dày như thế nào? Hãy cùng Sống An Nhiên đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Cách 1. Chuẩn bị 100g hạt bưởi tươi mới tách từ quả bưởi ra và một lọ thủy tinh có nắp đậy kín. Thực hiện: đổ 200ml nước sôi vào lọ thủy tinh sạch đã chuẩn bị, cho tất cả hạt bưởi vào trong lọ rồi đậy kín. Đem ủ hạt khoảng 2 đến 3 giờ, đến khi thấy các chất nhầy bám xung quanh hạt tan hết trong nước là có thể sử dụng. Sau đó, lọc bỏ hạt bưởi và sử dụng phần nước ngâm. Để thuốc phát huy tối đa hiệu quả chữa bệnh, bạn lấy nước này để uống sau bữa ăn khoảng 2 tiếng và mỗi ngày nên uống một lần. Lưu ý, người bệnh không nên uống quá nhiều lần trong một ngày và không sử dụng nước đã để qua đêm. Cách 2. Chuẩn bị toàn bộ hạt của một quả bưởi, loại bỏ hết những hạt lép. Thực hiện: cho hạt bưởi vào một chiếc cốc lớn rồi đổ 50ml nước ấm khoảng 80 độ C vào. Sau đó dùng thìa khuấy mạnh cho đến khi thấy nước nhầy quánh.
đem lọc nước nhầy vừa thu được vào một chiếc cốc khác. Tiếp tục đổ 50ml nước vào cốc có chứa hạt bưởi và khuấy mạnh. Đến khi thu được nước nhầy thì đem đổ chung vào cốc nước đã thu được trước đó. Thực hiện lặp lại bước trên khoảng 3-4 lần cho đến khi hạt bưởi ra hết chất nhầy. Sử dụng phần nước mới thu được để uống một lần mỗi ngày sau bữa ăn. Khi áp dụng biện pháp này hàng ngày sẽ giúp triệu chứng bệnh đau dạ dày thuyên giảm nhanh chóng. Thuốc sắc từ hạt bưởi. Sắc nước uống cũng là một cách chữa đau dạ dày bằng hạt bưởi phổ biến và rất dễ thực hiện. Cách làm như sau. Chuẩn bị một quả bưởi, 100ml nước đun sôi để nguội vào một chiếc nồi nhỏ nấu nước. Các bước thực hiện. Bổ quả bưởi, bóc muối rồi tách lấy hạt bưởi, chú ý loại bỏ những hạt bị lép. Bỏ tất cả hạt bưởi mới thu được vào trong cốc đựng 100ml nước đun sôi để nguội. Ngâm hạt bưởi khoảng 4-5 tiếng cho đến khi chất nhầy bám trên hạt tan hết vào trong nước. Sau đó, loại bỏ hạt và đun nước mới thu được đun sôi trong khoảng 10 phút rồi tắt bếp. Sử dụng hỗn hợp ngay sau khi đun khoảng 15 phút và nên uống nước hạt bưởi mỗi ngày một lần sau khi ăn. Phương pháp chữa đau dạ dày bằng hạt bưởi này được đánh giá là an toàn hơn so với các cách trên vì hỗn hợp nước đã được đun sôi, người bệnh khi uống vào sẽ không bị lạnh bụng hay gặp vấn đề về tiêu hóa. Nếu không có hạt bưởi tươi hàng ngày, bạn có thể để dành hạt bưởi dùng dần nhưng phải bảo quản trong tủ lạnh và không để hạt bưởi quá khô. Chữa đau dạ dày bằng hạt bưởi mang lại hiệu quả cao nếu người bệnh thực hiện đúng theo công thức và liều lượng. Lưu ý khi chữa đau dạ dày bằng hạt bưởi. Trong quá trình điều trị bệnh đau dạ dày bằng hạt bưởi, người bệnh cần ghi nhớ một số lưu ý sau đây để điều trị đạt hiệu quả tốt nhất. Phương pháp chữa bệnh đau dạ dày bằng hạt bưởi có hiệu quả cao, không gây tác dụng phụ. Tuy nhiên, phương pháp này cần sử dụng trong thời gian dài mới mang lại hiệu quả cao. Vì vậy, người bệnh cần phải kiên trì thực hiện trong khoảng từ 10 đến 15 ngày, các triệu chứng đau dạ dày mới có dấu hiệu thuyên giảm. Người bệnh không kết hợp quá nhiều phương pháp dân gian để điều trị bệnh đau dạ dày vì sẽ gây biến chứng nguy hiểm. Một số thành phần có trong các loại thuốc dân gian có thể xung đột lẫn nhau nên không phải loại nào cũng có thể kết hợp được. Không sử dụng hạt bưởi đã có dấu hiệu hôi, mốc vì chúng có thể làm tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Nếu trong quá trình sử dụng xuất hiện các triệu chứng ho ra máu, tiêu chảy dài ngày, sốt thì cần dừng sử dụng và đến cơ sở y tế để khám kịp thời. Không nên lạm dụng các cách chữa đau dạ dày bằng hạt bưởi vì uống nước hạt bưởi quá nhiều trong ngày sẽ dẫn đến ngộ độc hoặc tiêu chảy kéo dài. Không sử dụng phương pháp chữa đau dạ dày bằng hạt bưởi cho phụ nữ mang thai vì chất axit trong dạ dày có thể gây ra các cơn đau co thắt tử cung và có thể dẫn đến sinh non. Để điều trị bệnh mang lại hiệu quả tốt nhất, người bệnh nên kết hợp với chế độ sinh hoạt, ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Cách sử dụng hạt bưởi chữa đau dạ dày chỉ nên áp dụng đối với tình trạng bệnh ở giai đoạn nhẹ. Nếu bệnh đau kéo dài không thuyên giảm hoặc có dấu hiệu trở nặng, bệnh nhân cần đến gặp ngay bác sĩ chuyên khoa để có phác đồ điều trị phù hợp nhất. Vâng thưa quý vị, chắc hẳn sau khi xem xong video ngày hôm nay, có khá nhiều người sẽ ngạc nhiên vì loại hạt nhỏ bé như hạt bưởi lại đem đến nhiều lợi ích sức khỏe đến như vậy đúng không ạ? Vậy mà bấy lâu nay, chúng ta thường thờ ơ và không nhận ra nên đã lãng phí đi thứ thần dược trời ban này mà không hề hay biết. Hy vọng với những chia sẻ trên đã giúp ích cho quý vị và các bạn. Đến đây thì thời lượng của chương trình xin phép dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.